Theo đó, thì số liệu cập nhật mới nhất cho thấy là số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất này đã tăng lên 7 người, trong khi có tới hơn 700 người khác bị thương. Công tác cứu hộ vẫn đang ráo riết được triển khai để giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Ít nhất 26 tòa nhà đã bị sập và hơn một nửa trong số đó là ở Hoa Liên gần tâm chấn. Lực lượng cứu hộ của Đài Loan đang nỗ lực giải cứu 77 người bị mắc kẹt trong các đường hầm và tòa nhà bị sập. Giới chức hòn đảo này cho biết ưu tiên hiện nay là giải cứu các nạn nhân. Trong khi đó, nhiều trường học và công sở tạm ngừng hoạt động sau động đất. Cơ quan chức năng cho biết hệ thống cung cấp điện và tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại, trừ hệ thống đường sắt cao tốc cần tiến hành đánh giá thêm. Thành phố Đài Bắc đã ghi nhận hơn 50 dư chấn sau động đất và các dư chấn có thể còn tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Hiện có sự khác biệt trong tính toán độ lớn của trận động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đánh giá động đất có độ lớn 7,7, trong khi cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đánh giá 7,4, còn cơ quan địa chất Đài Loan để ở mức 7,2. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua. Thưa quý vị, trận động đất lớn xảy ra vào sáng nay tại Đài Loan, Trung Quốc đang thu hút được sự chú ý của cả thế giới. Vậy thì tình hình công dân Việt Nam tại Hoa Liên nói riêng và Đài Loan nói chung hiện nay ra sao? Thì ngay sau khi trận động đất xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với ông Phan Đức Nam là trợ lý chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để có thêm những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình hiện nay. Vâng, xin được chào ông Phan Đức Nam ạ. Xin ông cho biết rõ hơn về trận động đất sáng nay đã xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc, được không ạ? Vâng, kính thưa chị và thưa các bạn, thì vào sáng nay ngày 3 tháng 4, lúc 7:58 giờ Đài Loan, thì đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Trận động đất này thì được các cơ quan chức năng Đài Loan đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ 25 năm qua, tức là kể từ trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 99 đấy ạ. Vâng, thì trận động đất này xảy ra là tâm chấn của nó là ở khu vực huyện Hoa Liên, tức là một cái huyện duyên hải phía đông của Đài Nam, của Đài Loan. Nó nằm 25 km về phía nam đông nam. Độ sâu của tâm chấn là 15,5 km. Chính vì cái tâm chấn này nó ở rất đông và lại nằm ở phía bờ biển, nên là phần lớn là lãnh thổ của Đài Loan đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong đó thì mạnh nhất là huyện Hoa Liên là 6 độ Richter. Ở các huyện khác, ví dụ như là Nghi Lan hay Miêu Lật thì là khoảng độ trên 5 độ Richter. Ở ngay thủ phủ Đài Bắc thì và một số huyện khác như Tân Bắc, Đài Trung, Đào Viên, Nam Đầu, Tân Trúc, Chương Hóa thì khoảng dưới 5 độ Richter. Và hầu hết các phần còn lại của Đài Loan thì cũng ở tầm 4 độ Richter. Vâng, vậy thì tình hình người Việt mà sau khi trận động đất xảy ra sao? Và hiện nay thì công tác bảo hộ công dân đã và đang được triển khai tại địa bàn như thế nào ạ, thưa ông? Công tác bảo hộ công dân thì ngay sau khi mà trận động đất xảy ra thì Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và thông qua các hội đoàn người Việt để nắm tình hình liên quan người Việt Nam ở sở tại. Thì đến nay thì chưa ghi nhận trường hợp nào là người Việt Nam bị nạn trong trận động đất sáng ngày 3 tháng 4. Thì hiện nay văn phòng cũng đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và thông qua các hội đoàn để tiếp tục nắm tình hình và cập nhật thông tin đến liên quan người Việt Nam bị nạn trong cái trận động đất này để phục vụ công tác bảo hộ công dân. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông về những thông tin chi tiết mà ông vừa mới chia sẻ. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn liên quan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với các đầu mối cộng đồng người Việt và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Và công dân Việt Nam cần giúp đỡ thì có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại là 886-933-262836 hoặc là Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao theo số điện thoại là 84981-848484. Vâng, thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 7,5 này đã làm rung chuyển huyện Hoa Liên của Đài Loan, Trung Quốc. Vâng, và chắc chắn là những cảnh tượng kinh hoàng thì sẽ là một nỗi ám ảnh kéo dài với bất cứ ai có mặt tại vùng tâm chấn. Sáng mùng 3 tháng 4, huyện Hoa Liên và nhiều khu vực của Đài Loan thức dậy bởi những rung lắc mạnh từ trận động đất xảy ra ngoài khơi. Những mái nhà đang yên bình bỗng tan hoang đổ vỡ. Những nhà hàng, quán xá chưa kịp mở cửa kinh doanh cũng rung lắc mạnh trước khi các giá kệ đổ sập. Những khu phố nhỏ, những cây cầu, những
những văn phòng phải gồng mình chống chọi với cơn địa chấn. Các tòa nhà lớn tưởng chừng như có thể đứng vững với thời gian, chỉ đổ sập sau vài phút trận động đất xảy ra. Rung lắc mạnh cũng gây ra các trận lở đất nghiêm trọng. Theo dự báo, những dư chấn của trận động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong 4 ngày tới và thế giới đều cầu mong bình yên sẽ tới với mảnh đất này. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khó lường, gây ra các thiệt hại lớn về người và của thì công tác dự báo vẫn luôn là một thách thức lớn đối với toàn thế giới. Và mới đây thì các nhà khoa học tại Israel đã ứng dụng công nghệ AI để dự báo động đất với độ chính xác lên tới 83%. Các nhà khoa học tại Đại học Hàng không Israel cho biết, trước khi xảy ra động đất, tổng hàm lượng các hạt electron trong tầng điện ly sẽ tăng thêm 8%. Con số này có thể được xác định bằng việc tổng hợp các thông tin từ vệ tinh GPS, thuật toán và công nghệ AI có thể hỗ trợ xác định được trận động đất tiếp theo. Đây là tính năng vượt trội của công nghệ mới trong việc dự đoán thiên tai. Thuật toán vector kết hợp với công nghệ phân tích hàm lượng electron có thể sẽ giúp xác định chính xác tới 83%. Việc phân tích các dữ liệu từ GPS để đưa ra các dự báo về động đất vẫn luôn là bài toán nan giải của giới khoa học trên toàn thế giới. Với mức độ chính xác trên 70% đã có thể gọi là thành công và là căn cứ giúp các cơ quan chức năng có thể đưa ra dự báo và đối phó kịp thời. Nhóm nghiên cứu hiện vẫn tiếp tục thử nghiệm mô hình dự báo này ở những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh như California, Italy, Nhật Bản, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và bang Texas, Mỹ. Quá trình này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ dự đoán ngày càng chính xác hơn và thu hẹp ước tính về địa lý, tính từ tâm chấn của động đất. Tiếp tục cập nhật về trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc. Sáng nay, chính quyền Đài Loan cho biết đã có 4 người thiệt mạng trong vụ động đất. Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, nguy cơ sóng thần do trận động đất hiện đã không còn. Nhật Bản cùng Philippines cũng đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Chính quyền Đài Loan xác nhận đã có 4 người thiệt mạng tại các khu vực vùng núi và khoảng 20 người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện các công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai đang nhanh chóng được triển khai. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có gần 100 người bị thương trong vụ động đất. Cùng ngày, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần và nối lại hoạt động tại sân bay Naha ở Okinawa. Nhà chức trách Philippines cũng có động thái tương tự, chỉ vài giờ sau khi ban bố cảnh báo cùng lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh ven biển phía bắc nước này. Trước đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho rằng nguy cơ xảy ra sóng thần đã qua. Chính phủ Trung Quốc thông báo đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cho biết sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ thảm họa tại Đài Loan. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết đối với Đài Loan.